đón hoàng hôn, tại vì buổi chiều ở đây trời rất là đẹp, dọc bờ sông này đẹp lắm, và cái này cũng rất là thơ mộng. Thì những ngày lễ thì thường thường tụi Mai hay đến đây, mà bữa nay là long weekend lễ nè, nên thành mình phải đi sớm, nếu mà mình đi trễ là ở đây sẽ không còn bàn nữa. Tụi Mai vô đây thì cũng còn được vài bàn. Rất là đẹp, service rất là good. Mai đã đến đây nhiều lần rồi. Okay, you have to sit down. Very, 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 very
I'll do a draft beer. What do you have on tap? I'm sorry. All the draft beer is going to be right here. So that's on the So it'll be just our domestic. So like Bud Light, Ultra. Yeah. Basically, you're gonna have. Is the Kona Big Wave considered domestic? It is not. Okay. What about the Frigate's Lager? So it's gonna be basically Bud Light, Michelob Ultra. Wow, cái ly của Mai à? Oh, you are. Trời, ly của Mai xinh quá. All right. Thank you. Xin cho em cái ống hút này. Can she get a straw? I hear my pocket, I'm sorry. Michelle is I'm gonna be right back. Okay. I'm gonna just go to her. Do we have a date yet? Yeah, what would you like to do? Start off with? Cái ly của Mai nè, cái ly rượu của Mai á là sau khi uống xong rồi á là Mai được mang về nhà luôn. Room Haven. Mai được mang cái ly rượu về. That's a hunk, right? Yeah, that's a compliment. Oh, please tell your sister I love her. That's a compliment. Yeah. Cái này là sushi chay. Do we need a few more napkins over here? We did. Thank you. Oh, you do? Okay, we'll do it on this side. Thank you. Thank you. Come on. Do you have a nap? To quá nhưng mà mình cắn ra thì nó sẽ bể. Phải ăn một lần thôi. Get a chance, just a glass of ice. Just a glass of ice, absolutely. That's Thank it. Thank you. We're not eating it anymore. No, we're not. Yeah, you always. Right? Yeah. Well, we always that big of thing. Yeah. Thank you. Cheers, yeah. Thanks. Thank you. Thank you. How is everything, by the Good. Way? Good. Oh, excellent. Yeah. Thank you. Awesome. Thank you. Someone got the nice glass. I'm jealous. Yeah, I can't keep my glass and you can. Em đem về nhà, em pha cho anh uống. Anh không chịu.
cũng hên là tụi nay đến sớm chứ bây giờ nếu mà đến với cái giờ như thế này là bàn kín nhất hết, không còn bàn nào chơi nữa, không có bàn vào luôn á. Cái này nè. Bây giờ tụi mình đi đến Melbourne Beach. Cái nơi này là mọi người hay ra, người dân ở đây người ta ưa ra câu cá lắm. Nhưng mà khu vực này nó vắng nên thành cái nó đẹp lắm nhưng mà rất là vắng người đi. Ông xã mình là thích nơi vắng vẻ như vậy lắm, không có thích ồn ào. Ví dụ như cái cầu ở Clearwater Beach đó, nó đẹp nhưng mà đông người lắm. Để muốn chụp được một tấm hình nó ngang mà không có người đó, thật là khó khăn. Còn ở đây thì nó vắng lắm, dường như không có người, ít người lắm. Vài người lác đác họ ra ngoài cái đầu cầu kia người ta câu cá thôi. Giờ mặt trời sắp lặn rồi nhưng mà bữa nay thì trời không có đẹp nên lặn, mặt trời lặn không có đẹp lắm. Ra đây chơi ngắm hoàng hôn một chút rồi tụi mình về thôi. Ok. Cuộc sống ở đây nó yên bình lắm. Khu này là khu về hưu của những người già đó. Nhiều khi tụi mai đi nhà hàng á, rồi thấy dường như mình gần như là thành phần trẻ không á nha. Còn toàn là những người lớn tuổi không à. Còn những bạn trẻ thường thường sao mai cũng thấy ít đi nhà hàng lắm nha. Mai đi nhà hàng toàn thấy mấy người lớn tuổi không à. Nó yên bình không? Bây giờ thì mình thấy bình thường vậy thôi chứ mai mốt đi rồi là sẽ nhớ ở đây á. Hồi xưa mình có cô bạn á, của đổi việc á, cô dọn lên Orlando của ở. Ngày cô đi á, mẹ cô khóc quá chừng luôn. Tại vì mẹ cô ở đây lâu rồi, lái xe không có xe, đường vắng á. Cái mẹ cô lái xe thích lắm. Còn bây giờ lên Orlando thì thành phố đông. Từ hồi mà dọn lên Orlando tới giờ á, là mẹ của không có lái xe luôn, bỏ lái xe luôn. Tại vì sợ á, nên thành cái thành phố đây nó yên bình lắm. Nhiều người thích cái thành phố này.
bởi vì nó rất là yên bình. Ngày xưa cách đây 6-7 năm, 5-6 năm là xếp hạng về hưu lý tưởng đứng thứ 7 trên nước Mỹ. Còn bây giờ là nằm ở vùng top 10 rồi, không còn thứ 7 nữa. Những người mà yêu chuộng mà yên lành thì mới thích ở đây thôi. Còn những người mà không sống mà như là hướng ngoại nhiều thì không có thích ở đây. Ok. Mai thì mai thích ở đây. Nè, có cặp vợ chồng này dắt con chó ra đây hả? Để câu cá luôn nè. Nhảy đi. Thôi vậy thôi. Cuộc sống ở đây vậy đó. Đi chơi chút rồi đi vòng vòng tiêu cơm rồi về nghe nhạc ngủ. Dạ rồi.